Xin chào các bạn học sinh khóa 3, trường tiểu học Cao Văn Liêm. Tiết học hôm nay cô dạy các bạn bài thể dục phát triển chung và trò chơi lò cò. Yêu cầu của tiết học hôm nay là biết thực hiện động tác một cách tương đối đúng, biết cách chơi và tham gia trò chơi một cách tích cực, biết vận dụng để tự rèn luyện sức khỏe và thể lực. Phát triển chung gồm 8 động tác. 1. Động tác vươn thở. 2. Động tác tay. 3. Động tác chân. 4. Động tác lường. 5. Động tác bụng. 6. Động tác toàn thân. 7. Động tác nhảy. 8. Động tác điều hòa. Cô mời các em cùng cô ôn lại bài thể dục phát triển chung của khối lớp 3. Động tác vươn thở. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ ba, động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ tư, động tác lường. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, động tác bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7, động tác nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 8, động tác điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trò chơi, cách chơi, còn một chân từ mắc cơ thứ nhất lên mắc cơ thứ hai, vòng qua mắc cơ chạy về. Xin chào và hẹn gặp lại các em.